Good morning, everyone. How are you today? I hope you are doing fine. Please remember to stay away from COVID-19. Đức nè, lúc rưu sẵn cầm tháp, bụi dân sọc sọc bài chế tế. Hãy xôm nợ ở ngay. Pí chung ngư COVID-19. Do not forget to wash your hand. Xôm complete liên đầy nâng xá. Bù, wear your mask. Xôm bẹ ma. And stay away from the strange people. Hãy cũng miên tầm nạ tầm nón. Chất sạch chỉ với xếp mà nút chậm lại. Nút lại lại để mọc bị chân ai. Okay, go back to our lesson today. Today we are going to learn about phonics, and today we are going to drill ending letter ed. Đích nét ngay ní dương nâng riêng nằm phí cá an phía đại bản chọc đói à xó ed. Okay, today is Monday, 7th December 2020. Today lesson phonics, ending letter ED. There are two things that you need to know about ending letter ED. Được chứ nè? À vậy, miễn chậm nói pi để con cô thường học nha, trời đấng, trời dối âm pi. Biết nó không phải sao ông lễ đại bản chọc đói ED. Biết tiền nút đại dương riêng thay ní cứ kể ra sạp. Rồi có dương hai chỉ phải sao ông lễ thá verb. Chẳng verb rồi có kể ra sạp tiền ớ. Đại bản chọc đói ED. Cứ vì mình châm lọc nó không nụ phì. Number one, sound. Chẳng là phê đại viên bản chọc đói ED. Nút xong lên này cả án cứ miên ca phạp đồ nơi bằng chọc ý đi nhưng an đòi xong lên thấp xong lên đỡ nâng xong lên id chẳng dương đừng riêng cho mỗi khi nếu mà tay chuyện đi hai meaning chẳng nơi bê đại kê giả sạp phạp đồ tới ý đi vì an khó khăn hai có vì mình này mùi xảy tiệt. Đại cái không phía sau lấy cái hai thằng past tense chẳng dân được trong cuộc này tá kể an dạng mấy tá past tense nắng cứ dạng mấy. Okay, first sound sầm lên được chưa nè, nó bây đây dương an kể đi giả sắp tiếng off đại miền ý đi nơi hàng cầu ấy cứ miên sầm lên same vì kia đối chia sầm lên tì mũi đại bản chọc đòi ý đi bàn tay dựng bàn chân sầm lên thợ tí pì dựng bàn chân sầm lên đợ tí bảy dựng bàn chân sầm lên id dẫn dựng an cho mũi kia. Kissed. Chẳng dừng lưu xong lên thế, bạn chọc đó ý đi. Biết này đồng bốn dừng an thả. Kiss. Bạn ta nó biết đây bạn chọc đó ý đi. Kissed. Chẳng ở vậy đây dừng lưu xong lên, nó cứ xong lên thi. Xong lên thi. Ok. Kiss prai tha thap. Walked. Chứng walk ba dương an tha walk ba này tha đa. Đó pê dương an tha walked thì ba này sẽ tiết dương nâng riến bằng tích kiến đi. Next, helped. Ra thà chui. Ok, now
The words end with letter ed but sound d. D. Okay. Called. 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 Next. Mood. 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 Next. Happened. 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 Next. Call. Prata how. Mood. Prata. Plapdo. Rico. Plo ti tang. Happen. Cat lie. Okay. Yên ngưng rin mật tốt. I can't tell you that it nằm tích cam mùi. Okay. Jeng chấm lại tí bấy cứ vì mình rule là bỏ về bà này là chấp bắp nông ca an là bỏ về bà sân chi kệ đi giả sạp tiền lại nà đại bằng chọc đại ả sọ thi rư có ả sọ đi nụ dưỡng bằng chân xâm lên id id. Ok được chi vậy bị thá edit edit dì sọ là bị edit nên không cổ bỏ dưỡng đại dương riêng phía xa ông lễ lúc rù nè rù bàn ẹt bụi dương cho thằng nông cổ đảm bấy tập tù bán mê riêng xem xe. Ok bị bằng tập tiết wanted 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 sĩ kháng lỡ did kháng kháng thịt thịt đại xa đại dương dọc xâm lệnh id. The it did. The it did. The it did. Okay. Needed. Needed. Chẳng sự khẩm ta. Còn có một ảnh án biệt thường ở này bán. Số án đồ vọt cả án biệt thường ở làng bình. Okay. Chẳng chấm lại bản tọp tiết cứ nó bê đại vì phạm đồ tới chỉ past tense cứ vì lục rù xâm tốt nó bê đại vì kê đại giá sắp đại bản chọp đòi ý đi cứ vì mình này sẽ tiết đại thì sao lấy hai vì thác past tense past tense past tense ba này thà ạ à, tay tạ cá rứa cơ bản này thả sạc cam ập hiếp rứa cơ ẩm bơ đá bàn cá rủi hơi tùng vớ sạc cam ập hiếp kê đầy giá đại bàn cá rủi hơi chẳng kì hải tháp past tense chẳng nâng nông nập bê đại tùng vớ rứa cơ sạc cam ập hiếp đại bàn bàn chọc đã thơ rủi hơi chọc sọc rút kê pra bị bán nơi bị mục kê đầy giá sạp nô. Chỉ còn mớ kissed kissed prai tha ban thap kiss prai tha thap nơ pê đai ban chop đòi ed cứ chi past tense ban ai tha ban thap ruột hai đơ pê jeung bọ prai nơ kiss nơ trong ni ban thap walked ban da helped bàn chui called bàn hai mood bàn phạt đồ tỉ tăng happened happened bàn miền ở vấy cả là next edit 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 ban đặt bằng chôl ad prai thá đặt bằng chôl rứa có bón time. Ok bị bằng tập tiết wanted wanted want prai thá chọn bàn wanted prai thá ban chọn bàn phần tay nó không bị sạc mà chỉ tụ tử kê mình mình prai bị bàn cục tiếng ประโยคบานเตด้วยจีนอัตรองนี่ wanted บานจองบานคือคุณก็สับติดกองปัญต้าไว้ได้ยังเติร์ดดังคือ wanted นี่แปลท้ามันนอนน้ำเนี่ยจองบานเอาไว้มุ้ยกาปีมุน
cao bị ở tay đặc cao có trong bàn rồi mà hài. Ok, needed, needed trời ca. Trong này có ở dương ạch dục bị thả bán mộc đạp vì mục trời ca đại vì bước đạp tích cồn trời ca. Bạn thấy có nơi dương đằng thả có bàn trời ca ở vầy mùi cứ có trời ca rồi mà hài. Ok, needed chân xa rộp màu vĩnh kế để gia sập tiếng lại ná đã bằng chóp đòi ý đi cứ vía miễn cả ăn xem xem bị khía miễn bày rộp bíp hai vía miễn ạ tình này nực nông past ten rứ có tầng vớ sẽ cả một hiếp ổng bớ đã bán cá rùi màu hai được rút dân khâm ta còn còn dồn nế bà sân chí còn còn mình dồn nơi chùm đoàn nà muối xôm chát mò lục rụp tòa công chát chôn hồng cụm lục rụp đăng thá cả riêng về chỉ có cả riêng biết nâng về chỉ có cư miền ca lục bạc lạc lạc xâm rạp bụi dương. Ok, let's put it in sentence. Ta dương đạp biết đại bản chọc đòi ý đi nó từ trong dục đảm bày chùi dưỡng căn tay dụng bằng thang thiệt. Example number one, dog kissed me. Dog kissed me. Phải thá cái bán tháp nhộm. Number two, my mom called me. My mom called me. Chẳng phải thá mẹ rồi bỏ nhóm ban hai nhóm. Ok, number 3, I edit more sentences. I edit more sentences. Nhóm ban bằng thang prayog chỉ trả thiệt. Chẳng miễn con khá là phê đại lục rũ ở bằng cách sentence pram, quát sơ xây lướn, quát bằng chọc môn. Chẳng quát xu lục rụ thà, teacher, can I add more sentences? Hai, lục rụ lại thà, yes, you can. Chẳng quát bàn sạch xế, và dục chỉ ra, đối chứ này dừng, nì dây chìa bì xa ông lê bàn thàm, đọc nông cảm bàn thàm bàn dục thà, I added more sentences. Ok, everyone. So let's practice reading the words all together. Chẳng dừng trở lọc mốc ăn ở vót ca ăn tiếng ọc nìa. Ok, bị thì mũi phải ăn thá. Bị ní ăn thá. Crushed. Crushed. Missed. Missed. Passed. Past, stormed, stormed, chopped, xong tố, chomped, chomped, thanked, thanked, dashed, dashed, jumped, jumped, kicked, kicked. Chẳng còn có thể học nha đọc xâm lên này trong cỏi bản thế. Chẳng nói trong cỏi này cứ dường bệnh tranh xâm lên t t t. Chẳng dường bệnh tranh cho thi cứ xa bằng tay lưới cho bạn bạn. Ok, mới bị bằng tốt tiết bằng chọc đòi ý đi bằng tay xâm lên đỡ được chứ called. Called, called. Biếm tốt tiết. Yelled, yelled, yelled. Next, spelled, spelled, spelled. Ok, chúc con chạm chạm nói tiếp bày tí. Eat, eat cái ăn vì nằm bề ná. Nếu bếp đá kê dạ sắp là đá bằng chọc đòi thi rư có đi chẳng chẳng lại đi cứ sưu mẹn tên
đại dương ai chấm nam bàn chấn kê ẩn gia sập tiếng lai na đại mình chọc đa sập thi gờ sọ đi dương bắt cọp dạng đi in. Okay, let's read all together. Earned it, earned it. Hunted, hunted. Trusted, trusted. Okay, đại con ai ăn từ học niệm ban từ học niệm ăn việc là chụp bát nào con á. E D chẳng dừng tới project maintenance nó không cả như vậy chỉ vì sẽ cứ cả sơ sơ chẳng như nâng riêng viên bằng thay em tiếp nó bị cầu chẳng sao rộng bộng vinh nhật ngày ní dưỡng bàn riêng nông phí kế đi giả sáp đã bàn chọc đổi à sọ ý đi nâng nó nó bị đại kế đi giả sáp nà đại bàn chọc đổi ý đi cứ miên xâm lên xem kia nó không cả an dưới bàn chân xâm lên xem kia nó không cả an ta bên nào dưới bàn chân xó thất bên nào bàn chân xó đất bên nào bàn chân xó ít dưới bàn riêng một hồi một hai hai nó về đã kể thì giả sắp vì bàn phạm đồ tới dư chỉ mùi đại bàn chọc chỉ mùi ý đi vì bàn đồ tới chỉ past tense. Past tense cứ sầm đại từ lứa sẽ cầm một phím kể giá đã bán cả ruột một hồi chẳng đôi chỉ biết thằng ông ấy hiện bàn riêng hay nó hỏi chẳng xong còn con anh vọt làng vĩnh chẳng biết đến ngày này cứ chọc tại bản năng xong con sơ xế nâng em bị làng vĩnh hỏi xong nhà một hồi lục rù. Ok, bị đại dương trời sơ xế cứ nực nồng nì bị nì sơ xế viên nực nồng tà ráng hỏi án nhà một ai lục rù xong mình chạy thả xong đặt ngày khá nâng đặt hôm vợ một ai lục rù phó cùng xa tay à xo tay bằng nâng một ai lục rù. Ở con chấp của con này bạn mơ lưng dược chất tạo đạn. Bạn xin chí con miên xung nữa. Xôm chát mò lục rụp tỏ nè. Goodbye.